Con xin chào chú Bình ở đường Dĩ An, xã An Bình, Bình Dương. Cô ủng hộ con cục mixer. Chú báo là chú đã có cái micro rồi. Chú mua cái cục mixer E4 này về để chú livestream. Đây là sản phẩm của chú và cách ghim dây cho chú. Đây con có gửi kèm theo dây ba màu để livestream. Và cái gắt chuyển ha, để gắn vô livestream. Chú nhìn theo clip này về chú có quên chú nhìn vào. Và đặc biệt con có gửi cho chú thêm á, tặng cho chú thêm cái cọng gắt chia tai nghe này. Để sau này chú có bạn bè song ca thì chú gắn cái này gắt chia tai nghe này vô, chú chia ra hai cái tai nghe để chú hát song ca nhé. Đây là con tặng thêm cho chú. Và con test cho chú cái mic bình thường, cái mic ALC240 cho cái cục này cho chú xem. Test cho chú Bình ở Dĩ An, Bình Dương nha. Ca khúc Em Cứ Theo Người. Rồi con tăng vang lên nha. Rồi rồi rồi. Có quên nhìn vô nha chú. Thôi đành chấp nhận xa nhau để không u sầu. Đường đời vắng nếu mai sau thấy em u sầu vì anh nghèo chẳng làm em vui mà cuộc đời anh hai bàn tay trắng nên lo sợ duyên kiếp mong manh. Xưa nếu đôi mình không gặp để rồi yêu nhau. Xưa từng tìm nhau giữa đêm thâu bóng đêm buông dần làm tâm buồn lạc lối cô đơn lòng nắng niềm thương yêu người tha thiết anh biết làm gì hơn. Tình yêu bây giờ không đẹp như ta mơ ước, mà tình yêu ấy luôn tính toán bạc vàng vẫn số anh cơ hàng nên chấp nhận người bước sang. Chắc người vì anh chẳng giữ được em. Nếu yêu anh mà lòng em buồn thì mình chia tay. Em đừng vì anh để rồi đánh mất hạnh phúc của thời tôi sang. Rồi một lần nữa con cảm ơn chú Bình ở ấp Bình An, Dĩ An, Bình Dương nha.
xã An Bình luôn, có ghi rất là chi tiết cho con. Cảm ơn đã ủng hộ con mít, cục mixer nha, không phải là mít, cục mixer E4. Vì chú có mít rồi, chú nói người ta tặng cho chú mít rồi nên chú chỉ cần cục mixer này về chú hát luôn ạ. Sau này chú có mua thêm mít nữa thì chú mua mít BC K200, K320 gì đó, chú gầm thêm. Nó còn mấy lỗ mít đó nghe chú nha. Rồi một lần nữa cảm ơn chú Bình ở xã An Bình, Dĩ An, Bình Dương rất nhiều nghe chú ạ. Cảm ơn chú.